Giang xin kính chào quý vị khán giả của đài truyền hình IBC. Hôm nay trong chương trình Văn hóa và Giáo dục, Thanh Giang rất hân hạnh để được thực hiện một loạt bài nói chuyện với các vị lãnh đạo, gọi là lãnh đạo của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong tương lai. Thưa quý vị, tại sao lại có cái chữ là lãnh đạo cộng đồng của gốc người cộng đồng Mỹ mà gốc người Việt, thưa quý vị? Là bởi vì cách đây 11 năm, vào năm 2009, có một tổ chức đã được ra đời, và tổ chức đó là Giải học sinh, sinh viên Việt Nam gương mẫu, do hai tổ chức chính là Ban đại diện các trung tâm Việt ngữ cùng với Câu lạc bộ Hùng sử Việt phối hợp với một số thầy cô Việt ngữ độc lập và các nhân sĩ trong cộng đồng để thành lập cái giải đó. Và mục đích của giải là để đi tìm những vị lãnh đạo người Mỹ gốc Việt cho tương lai, quay trở lại sau khi học hành xong, sau khi công ăn việc làm bắt đầu ổn định, quay trở lại để cùng tiếp tay gầy dựng cái cộng đồng của chúng ta ở đây nói riêng và trong tương lai mai hậu là cho quốc gia nữa, thưa quý vị. Và bắt đầu cho cái cuộc nói chuyện ngày hôm nay, Thanh Giang rất hân hạnh được tiếp đón một cặp mẹ con đã đến với giải học sinh sinh viên Việt Nam gương mẫu lần thứ 6 kỳ vừa rồi. Chúng tôi xin được kính chào vị phụ huynh là cô Từ Ái cũng như cháu Gia Hân. Dạ, Từ Ái xin kính chào cô Thanh Giang và quý vị của đài. Từ Ái rất hân hạnh và rất là vinh dự được cùng với bé Gia Hân tiếp chuyện với cô Thanh Giang ngày hôm nay. Gia Hân, con có vài lời chào khán giả không? Dạ, con kính chào cô. Con tên là Nguyễn Gia Hân, con 9 tuổi và con đi trường song ngữ The Mill. Thế cháu nó nói một cách rành rọt, rất là rành rọt. Mình nói chuyện thật là thoải mái. Cô thấy không có vấn đề gì nữa. Thì bây giờ trước khi mà mình nói đến cháu Gia Hân thì mình phải biết là cháu từ đâu ra, mà chính là cái người phụ huynh rất là duyên dáng xinh đẹp ngồi ngay bên cạnh. Bây giờ Từ Ái cho khán giả biết là một chút về gia đình như thế nào đi, Từ Ái. Dạ, xin cảm ơn cô đã hỏi. Dạ thưa cô, Từ Ái sang Mỹ khoảng vào năm Từ Ái 14-15 tuổi và bắt đầu học high school ở bên Mỹ này. Sau khi học xong đại học thì Từ Ái lập gia đình. Và Từ Ái tới hôm nay là đã có được hai cháu. Cháu lớn là Đăng Khoa 12 tuổi và bé nhỏ là Gia Hân 9 tuổi. Dạ, thì Gia Hân đang hiện tại bây giờ là Gia Hân đang theo học chương trình song ngữ ở trường tiểu học The Mill. Cảm ơn Từ Ái. Bây giờ mình trước khi mình nói tiếp về Gia Hân thì bây giờ Từ Ái sang đây theo diện nào? Sang Mỹ theo diện nào? Dạ. Xin thưa với cô là Từ Ái sang Mỹ theo diện bảo lãnh, tức là ba đã sang Mỹ trước đó. Ba đã định cư ở Mỹ vào khoảng năm 1988. Và khoảng 3 năm sau thì ba đã đưa được cả gia đình qua Mỹ để mà đoàn tụ, là ba đưa mẹ, Từ Ái và hai em trai, tức là gia đình 5 người đã định cư ở Mỹ năm khoảng năm 1991. Thưa quý vị, Thanh Giang thấy có một cái mẫu số chung ở đây, đó là bởi vì gia đình sang Mỹ sau năm 1975. Dạ. Cho nên cái gốc Việt, cái vốn liếng Việt vẫn còn ở trong người. Cho nên đến cả ngay Từ Ái sang Mỹ mới 14-15 tuổi, nhưng mà cho đến giờ phút này vẫn còn duy trì. Qua cái tà áo dài thì chúng ta cũng có thể nhìn ra được cái tâm hồn Việt nó lớn, nó mạnh như thế nào. Và nó truyền đến cả cô con. Thì bây giờ Gia Hân cho cô và khán giả biết là con năm nay bao nhiêu tuổi? Lúc nãy mẹ nói mà bây giờ cô mẹ quên mất rồi. Con bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Dạ thưa cô, năm nay con được 9 tuổi. Con 9 tuổi và con đi học trường song ngữ The Mill phải không? Dạ. Mà tại sao con lại đi học trường The Mill mà không đi học trường bình thường? Tại vì khi con đi học The Mill, con được học tiếng Việt và cùng tiếng Anh luôn.
À, cái này là sự chọn lựa của con hay là của mẹ? Dạ, của mẹ và của con luôn. Của mẹ và của con luôn. À, bây giờ để cô hỏi mẹ trước nha. Về Từ Ái, tại sao lại chọn cho con đi học ở trường Đường Miêu mà không đi học ở trường bình thường? Dạ, thưa với cô là khi mà Từ Ái sang Mỹ mà bắt đầu học một cái ngôn ngữ mới, mình coi như đó là ngoại ngữ đi, thì em đã phải đương đầu với rất là nhiều khó khăn. Vì trước khi sang Mỹ đó thì ba viết thư về, ba dặn mẹ là em phải cho các con học tiếng Việt cho tới ngày cuối cùng bước lên máy bay, và nhất định là không có học tiếng Anh ở bên Việt Nam. Và lý do của bố cho biết là bố nói các con nhỏ khi mà sang Mỹ đó thì các con sẽ học tiếng Anh rất nhanh, chỉ lo các con quên tiếng Việt chứ không lo là các con không học kịp tiếng Anh. Thì lúc đó là Từ Ái sang Mỹ, thưa với cô là 14, 15 tuổi, cái tuổi gọi là nhỏ thì cũng không nhỏ nhưng mà lớn thì cũng chưa lớn. Thành ra bắt đầu vô lớp 9 đó cô, thì mình phải học 5-6 môn, mình phải học nào là khoa học, rồi lịch sử, rồi anh văn, rồi toán. Tất cả những cái môn học đó nó rất là xa lạ với mình. Thì khi mà đương đầu với một cái ngôn ngữ mới, một cái ngoại ngữ như vậy, thì nó có rất là nhiều cái khó khăn. Nhưng mà bố bố với mẹ luôn luôn là khuyến khích, không có sao đâu con, cứ từ từ, cứ cố gắng. Và không có ngờ là cũng không có lâu lắm, 1-2 năm sau đó thì em đã quen và đã thông thạo được tiếng Anh. Thì lúc đó mình cảm thấy là khi mình học được một cái ngôn ngữ mới, nó rất là vui, nó rất là mình khám phá được rất là nhiều điều hay. Và em cũng muốn cho con của mình nó có cái cơ hội để mà không những nó đương đầu với những cái sự khó khăn ban đầu, nó học hỏi được và nó còn duy trì được gọi là cái dòng máu của người Việt Nam. Thành ra em đã chọn lựa cái trường song ngữ. Nhưng mà cũng thưa với cô là lúc đầu là em không có nghĩ là em sẽ tìm được một cái trường gọi là Anh Việt, mà em chỉ mong muốn là tìm một cái trường nào đó mà ngoài tiếng Anh ra nó có thể dạy cho con mình thêm một cái ngoại ngữ khác nữa chứ. Nhưng mà rất là may mắn là em đã tìm được cái trường The Mill. Dạ thưa cô. Cảm ơn Từ Ái. Cô sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, rồi đến năm 1975 cô với cùng gia đình qua bên này, cho nên cô được biết một ít về cái nền giáo dục ở bên Việt Nam trước năm 1975. Thì một khi mà mình thi đệ thất là thi lớp 6 vào một cái trường công lập nào đó, thì cái chương trình giáo dục là đến lớp 6 bắt đầu mình học một sinh ngữ. Nói như vậy có vẻ là sau 1975 thì cái nền giáo dục họ không áp dụng chuyện đó nữa. Cho nên là Từ Ái năm 14, 15 tuổi qua bên Mỹ này mà chưa có một cái vốn liếng về về ngoại ngữ. Nói như thế có đúng không? Dạ thưa với cô là có một cái vốn liếng ngoại ngữ nhưng mà nó lại là cái chuyện nó hơi là éo le. Thì Từ Ái xin chia sẻ một chút xíu là cái lúc mà em bước vào cái năm lớp 5, lớp 6 thì mình phải gọi là thi chuyển cấp ở bên Việt Nam để mà mình gọi là lên cấp 2 đó thưa cô. Thì từ cấp 1 lên cấp 2 đó thì em được thuộc cái diện gọi là được chuyển thẳng, có nghĩa là không cần thi, tại vì khi mình là học sinh xuất sắc thì mình không cần phải thi và mình được chuyển thẳng. Thì những cái em mà được chuyển thẳng đó và những cái em xuất sắc đó thì được gọi là học tiếng Nga, gọi là được cái privilege, được cái hân hạnh, Cái được cái vinh vinh dự dự đó. là được học tiếng Nga thưa cô. Thì em đã học tiếng Nga nhưng nó có một cái éo le là lúc đó mẹ và ba không muốn em học tiếng Nga, cho nên là mẹ và ba lại nhờ một cái chị giáo viên khác ở trong trường để mà bảo lãnh em ra khỏi cái chương trình học tiếng Nga đó, tại vì bố mẹ chỉ muốn em chuyên tâm học tiếng Việt lúc đó mà thôi. Dạ, và bố mẹ có những cái lý do gì đó riêng của bố mẹ, sau này thì bố mẹ cũng đã chia sẻ. Nhưng mà trong cái lúc đó thì em cũng đã phải học tiếng Nga khoảng chừng, em nghĩ chắc khoảng nửa năm. Dạ, nhưng mà nó chưa có đủ để cho mình
có thể nói là đó là một cái ngoại ngữ của mình. Dạ. Đúng là một cái hoàn cảnh rất là đặc biệt. Dạ. Và còn đặc biệt hơn nữa là dạ. cái chế độ như vậy mà họ dạ. đồng ý cho mình được bảo dạ. lãnh để không phải tiếp tục học cái ngôn ngữ đó. Dạ. Nhưng mà riêng về Từ Ái có tiếc là mình đã không học tiếng Anh sớm hơn không? Hay là như thế nào? Dạ thì em thật sự bắt đầu học tiếng Anh khi mà sang Mỹ. Thì lúc đó mình cảm thấy là mình cũng hơi lớn, hơi trễ. Nhưng mà hoàn toàn là không có tiếc nuối vì mình đã không có học tiếng Anh sớm hơn. Tại vì em đã được học tiếng Việt. Em đã được học tiếng Việt rất là kỹ. Được học trường chuyên văn thưa cô. Cho nên em rất là may mắn. Vì bây giờ nhờ cái vốn liếng đó mà em có thể giúp lại và dạy dỗ cho các con của mình. Vậy là bác nhà có một cái lý do rất là sâu xa dạ. để mà mình duy trì được cái tiếng Việt. Dạ. Và cũng chính vì như thế, nếu mà cô hiểu đúng, nó là cái động lực rất là lớn để mà thúc đẩy cho Từ Ái chọn cái trường song ngữ cho cháu Gia Hân. Dạ đúng. Và nó cũng lại một lần nữa là một cái trường hợp hy hữu xảy ra là lúc mà con mình sẵn sàng để mà học thì trường The Mill nó lại xuất hiện, có phải như vậy không? Dạ vâng. Vậy là cháu Gia Hân đi học ở trường The Mill là cái khóa đầu tiên mà họ có chương trình song ngữ hay là năm thứ hai hay năm thứ ba? Dạ, Gia Hân bắt đầu là năm thứ hai thưa cô, vì năm đầu tiên là em nghĩ là 2015 thì cái chương trình đó nó bắt đầu nhưng mà nó quá mới và em vẫn chưa được biết. Nhưng mà nếu mà em được biết thì lúc đó có lẽ Gia Hân vẫn chưa có đủ tuổi, tại vì chương trình nhận các em lúc đó là vô chương trình mẫu giáo mà Gia Hân thì chưa tới tuổi để đi học mẫu giáo. Cho nên Gia Hân rất là may mắn là vào cái năm thứ nhì của chương trình và đúng cái năm mà Gia Hân học mẫu giáo luôn thưa cô. Cảm ơn Từ Ái. Dạ. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin phép được tạm ngưng chương trình trong vài giây phút để chạy một ít thông tin thương mại và sẽ trở lại ngay nói chuyện thêm với lại mẹ con của Từ Ái và Gia Hân. Cảm ơn quý vị. Chớ quên Việt Nam hai tiếng thiêng liêng đời đời con cháu dòng tiếng.